Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc gây hậu quả nặng nề, đã có 352 người thiệt mạng và mất tích. Nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Thủ tướng vừa ban hành công điện yêu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của mưa lũ, nhất là tại các khu vực đang bị cô lập, khó tiếp cận. Sau khi nước rút, áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho lứa sau mới, nhanh chóng cung ứng cho thị trường là định hướng của các vùng trồng rau Hà Nội. Từ khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng theo dõi diễn biến bão lũ và chung tay quyên góp, hỗ trợ cho bà con vùng bị thiệt hại. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhất là tại các khu vực đang bị cô lập, khó tiếp cận. Phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng ảnh hưởng của bão lũ để đầu cơ, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung khắc phục ngay nhà ở, trường học, bệnh viện, đồ dùng học tập bị hư hỏng do bão, khẩn trương giải tỏa cây xanh gãy đổ, khắc phục các sự cố về điện, nước sạch, viễn thông để đảm bảo việc học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng giao Bộ Công Thương kịp thời xử lý đối với biến động giá cả bất thường, phối hợp với các lực lượng tăng cường vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xăng dầu, thuốc chữa bệnh, sách giáo khoa đến các vùng đang bị chia cắt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời xuất cấp hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, các loại vật tư sinh phẩm phục vụ trồng trọt chăn nuôi. Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét xuất cấp lương thực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất khử trùng khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân. Ngày 14 tháng 9, chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9, cho ý kiến về 5 dự án luật và đề nghị xây dựng luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt về thể chế để khơi dậy mọi tiềm năng và khơi thông mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Trước khi vào phiên họp, Chính phủ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do mưa bão, sạt lở, ngập lụt, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Bắc. Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận cho ý kiến về 5 dự án luật và đề nghị xây dựng luật, gồm dự án luật đầu tư công sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia, đề nghị xây dựng luật báo chí sửa đổi và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi. Sau khi cho ý kiến về từng nội dung luật, kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh tư duy làm luật là vừa quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật nhưng vừa mở ra không gian kiến tạo, phát triển để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và làm mới các động lực truyền thống, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp cho phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 8, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua 15 dự án luật và cho ý kiến 10 dự án luật. Với khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên thời gian và nguồn lực cao nhất để hoàn thiện các dự án luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu các ý kiến xác đáng, tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, ý kiến của nhân dân và các đối tượng chịu tác động để tạo sự đồng thuận. Sáng ngày 14 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tổng thống đắc cử Indonesia đã gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại nghiêm trọng do bão Yagi gây ra với Việt Nam. Về một số định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, sớm đạt mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương, phối hợp tháo gỡ khó khăn, giảm rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường hàng hóa của nhau. Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng đề nghị Indonesia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam
để duy trì đoàn kết, lập trường chung và các kết quả ASEAN đạt được, trong đó có vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Tổng thống đắc cử Indonesia Subianto. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhất là sau khi ký thỏa thuận hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao lãnh đạo hai nước, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ. Tổng thống đắc cử Subianto nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động phức tạp, ASEAN cần đi đầu trong việc xây dựng cấu trúc khu vực toàn diện, vững chắc, hướng tới đối thoại và hợp tác. Tổng thống đắc cử cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong tăng cường hơn nữa hợp tác quốc hội, nghị viện. Trong ngày 14 tháng 9, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại nhiều địa phương. Sáng 14 tháng 9 tại Bắc Ninh, tới thăm tặng quà nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang phải nỗ lực vượt qua, biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão, qua đó đã giảm thiểu thiệt hại. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy chính quyền tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do ngập úng gây ra, với ưu tiên cao nhất là ổn định, chăm lo đời sống nhân dân và khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng ngày kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại Sơn La, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành nhiều thời gian thăm hỏi nhân dân, ghi nhận sự chủ động của địa phương trước những diễn biến bất thường của mưa lũ. Với phương châm 4 tại chỗ, Sơn La đã huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó, nhờ đó đã giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị địa phương tiếp tục theo sát tình hình, có biện pháp hỗ trợ nhân dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống. Cùng ngày tới thăm, động viên nhân dân và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng 4 gia đình có nhà bị sập, mỗi gia đình 50 triệu đồng để sửa chữa, xây mới lại nhà cửa, mong các hộ gia đình nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Sáng 14 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã cùng với các đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường. Trong ngày 14 và 15 tháng 9, hoạt động này sẽ được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư để dọn dẹp, thu gom cành cây gãy, hỗ trợ nhân viên vệ sinh môi trường. Thưa quý vị, theo báo cáo của các địa phương, thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất thống kê đến 17 giờ chiều ngày 14 tháng 9 như sau. Số người thiệt mạng và mất tích đã lên tới 352 người, trong đó thiệt mạng 276 người, mất tích 76 người. Lào Cai vẫn là địa phương thiệt hại nặng nề nhất về người, với 113 người thiệt mạng, 59 người mất tích. Các địa phương chịu thiệt hại nặng nề tiếp theo là Cao Bằng, 53 người chết, 5 người mất tích. Yên Bái có 53 người chết, 1 người mất tích. Công tác cứu trợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành để giúp người dân vùng lũ lụt, sạt lở đất vượt qua khó khăn. Sau 6 giờ đồng hồ băng rừng, phóng viên chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Một trong hai điểm sạt lở nặng nề nhất ở Lào Cai cùng với làng Nủ. Có một điểm chung của những vụ sạt lở là đều xảy ra ở xa trung tâm. Mưa lũ đã chia cắt đường giao thông và gián đoạn thông tin liên lạc. Điều này gây ra vô vàn khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân. Năm ngày sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 người, vẫn còn 8 người nằm dưới đống đổ nát. Có lẽ phải có mặt ở đây thì quý vị mới có thể cảm nhận được toàn bộ cái khung cảnh tang thương và những thiệt hại ghê gớm do thiên tai gây ra. Trận sạt lở đất gần như đã xóa sổ cả một ngôi làng với 15 nóc nhà. Chiếc xe này và chủ nhân của nó thì đều được may mắn tìm thấy. Chiếc xe thì đang ở đây, còn chủ nhân của nó thì đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai với những vết thương rất nặng. Chiếc xe hư hỏng
Nhà cửa, thứ tài sản sau bao năm tích góp thì không còn. Nhưng nỗi đau lớn nhất của người ở lại là mất người thân. Đang ăn cơm thì đất đá sụp xuống. Đứa con lớn nhà mình mới tìm thấy hôm qua. Đứa bé thì bị thương, còn chồng mình đi cấp cứu, chưa biết sống chết thế nào. Cuốc xẻng, tay không. Các hoạt động tìm kiếm hoàn toàn thủ công bởi chưa có một phương tiện cơ giới nào tiếp cận được hiện trường. Máy móc không tiếp cận được. Mà cái này tôi nhận định là phải có phương tiện máy móc thì mới giúp được cái công tác tìm kiếm nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn. Chứ dùng sức người để mà cuốc từng cuốc đất rồi đào từng mét đất thì tôi cho là rất là khó khăn, vất vả, thời gian rất là lâu. Tất cả các cái cổ sóng liên lạc đều, thông tin liên lạc đều cho người chạy. Cho nên công tác ứng cứu, công tác tiếp tế, công tác hỗ trợ, công tác báo cáo là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đường lên Nậm Tông hôm nay đông đúc bà con các thôn bản xung quanh, cõng hàng cứu trợ lên núi. Đi từ sáng sớm đến 5 giờ chiều về đến nhà, mỗi ngày họ cố gắng đi một chuyến. Con đường đi là rất là khó khăn, trong đó là bọn em đi từ trong thôn là lúc thượng ra đến xá nhận đồ tiếp tế, nên là đi 10 cây, toàn đi bộ thôi. Ra đây độ khoảng 10 cây, nghĩa là hơn 20 cây. Vì bà con khó khăn hơn mình, mình cũng vẫn còn người, Nậm Tông thì là mất người, mình cố gắng thôi, phải cùng cố gắng thôi. Mỗi người cố gắng một chút, chỉ mong những người nằm xuống sớm được trở về, những người ở lại sớm ổn định cuộc sống. Nhưng lo lắng vẫn bủa vây, bởi đất đá tích nước sau mưa lũ có thể sạt trượt bất cứ lúc nào. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa, công trình phụ trợ để ổn định cuộc sống cho người dân. Tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, ngoài thôn Làng Nủ, Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phối hợp với tỉnh Lào Cai, triển khai xây dựng nhà cửa và các công trình dân sinh cho người dân ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Tại thôn Nậm Tông, lũ quét đã khiến cho 18 người thiệt mạng và mất tích, cùng 15 căn nhà bị vùi lấp và hư hại không thể sửa chữa. Nhằm giúp bà con gây dựng lại cuộc sống, Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cùng với địa phương phối hợp xây dựng lại nhà ở và các công trình phụ trợ về nước sạch, vệ sinh môi trường, trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng cho 15 hộ dân ở nơi được quy hoạch tái định cư. Như vậy, với sự chung tay của các tổ chức và cá nhân, các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam sẽ có tổng số 52 căn nhà mới cùng các công trình phụ trợ sẽ nhanh chóng được xây dựng để phục vụ ổn định cuộc sống cho người dân ở hai thôn Làng Nủ và Nậm Tông, tỉnh Lào Cai. Những công trình này dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Còn tại tỉnh Yên Bái thì lúc này vẫn tiếp tục xảy ra nhiều vụ sạt lở đất gây thiệt hại tài sản, mặc dù trời đã tạnh mưa hai ngày qua. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 tại tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã xảy ra một vụ sạt lở đất rất lớn. Khoảng 20.000 mét khối đất đã trượt từ độ cao hơn 100 mét xuống, vùi lấp hoàn toàn 3 hộ dân. Người dân đã hô hoán và tất cả thành viên trong 3 ngôi nhà đã kịp chạy ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản đã bị đất vùi lấp. Nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún đang được các địa phương tiếp tục di dời dân và khắc phục. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho vùng sản xuất rau của Hà Nội. Sau khi nước rút, áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho lứa rau mới, nhanh chóng cung ứng cho thị trường là định hướng của các vùng trồng rau. Ghi nhận tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, vùng sản xuất rau an toàn lớn của thành phố Hà Nội. Ruộng đồng úng nước dù trời đã nắng to. Rác vương khắp đồng, đó là những gì còn lại sau khi nước rút ở vùng trồng rau Đông Cao. Tranh thủ đi kiểm tra, vệ sinh 8 sào ruộng chuyên canh rau của gia đình, chị Bình ước tính đợt ngập úng này đã gây thiệt hại cho nhà chị khoảng 50 triệu đồng. Gần 20 năm về đây thì là cũng chưa bao giờ có một cái trận lũ như năm nay. Trận nước là vừa rồi là nhân dân là hầu như là mất trắng, không còn một cái cây rau màu gì ở gọi là chung cả đồng cả bãi nữa. Đến giờ phút này là nước ra đến đâu là nhân dân đi vệ sinh đồng ruộng đến đấy, cũng là để cho nó sạch sẽ và cũng để chuẩn bị khô đến đâu là nhân dân làm đến đấy, cũng tranh thủ gọi là làm màu. Trước đó, nhờ nắm bắt tốt thông tin mực nước sông Hồng dâng nhanh, Hợp tác xã rau an toàn Đông Cao đã nhanh chóng thu mua rau màu của người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Ngay sau khi thu hoạch, chỉ trong một đêm, hơn 300 hectare rau màu của hợp tác xã đều chìm dưới biển nước mênh mông. Tuy nhiên, bên cạnh những thiệt hại, thì con nước về cũng đem lại những lợi ích khác cho người trồng rau.
các cái vùng mà sản xuất chúng tôi đã ngập nước thì nó cũng được cái lợi thế là khi ngâm nước thì nó sẽ giảm thiểu về các cái loại vi sinh vật gây hại cho cây rau. Khi sản xuất bình thường nó khoảng độ từ 1 triệu đến 2 triệu thì khi nước đã tràn qua thì các cái đầu vào thuốc phân bón thì sẽ giảm ít nhất là khoảng độ 50% duy trì được cái vùng sản xuất quy mô lớn như vậy. Sau 3 ngày bị ngập úng, nước sông Hồng hiện cũng đã rút, vùng trồng rau chuyên canh Đông Cao dần hiện hữu trở lại. Ủy ban xã đã tuyên truyền để người dân khắc phục các giàn trồng, vệ sinh ruộng đất nhằm nhanh chóng tái sản xuất. Nếu như thời tiết thuận lợi, không có mưa, bà con có thể làm đất được, thì có thể là ngay trong một vài ngày tới chúng tôi có thể triển khai được khoảng độ 15-20 hectare. Các cái diện tích còn lại thì cũng sẽ phải phụ thuộc vào thời tiết và phụ thuộc vào nước rút của sông Hồng thì chúng tôi mới sản xuất đại trà được. Và bà con dân thì ngay trong sáng nay thì đã chủ động để mà xới sáo đất để như vậy là cho nó nhanh chóng khô để xuống giống. Chuyên canh trồng rau màu gần 20 năm, đây là lần thứ hai thôn Đông Cao lại gặp trận úng ngập nặng nề như vậy. Tuy nhiên với sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và người dân, vùng sản xuất rau lớn nhất thành phố này đã sẵn sàng tái sản xuất nhằm nhanh chóng khôi phục khả năng cung ứng 200 đến 300 tấn rau một ngày cho thị trường thủ đô. Lũ trên các sông miền Bắc đã giảm, nhưng nhiều vùng ven sông lớn vẫn còn tình trạng ngập lụt sâu, gây ảnh hưởng đến tài sản và đời sống của người dân. Đây là lúc sự tương thân tương ái trong các xóm làng của người Việt Nam dường như được nhân lên gấp bội. Tại những thôn hai bên bờ một vùng đê sông Hồng thuộc Nam Định, những hành động ấm lòng đã hiện diện khắp nơi. Tôi đang đi trên đoạn đê hữu sông Hồng thuộc địa phận xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, và đây là ranh giới giữa hai thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2 ở phía bên tay phải tôi với 5 thôn còn lại. Tuy nhiên thì những ngày này khoảng cách ranh giới giữa con đê dường như là không còn nữa. Mưa lớn, nước dâng cao, nhiều người không ngại đến giúp các gia đình di chuyển những tài sản có giá trị. Em đang cho vợ đi đẻ, nhưng sáng nay em chở bà ngoại về thì thấy nó ngập lụt quá. Đây là em chuyển bằng tình cảm thôi, em giúp anh em, mọi người thôi, em thấy nó ngập quá em giúp thôi ạ. Cả hai vợ chồng cụ Đào đều đau yếu ngồi xe lăn, đã được kịp thời đưa đến trạm xá trước khi nước lũ dâng lên trên mức báo động 3. Cầm cái khênh cả cái xe này đưa lên bệnh xá. Ông thì phải 3 người, cũng nặng lắm. Còn tôi chỉ có 2 anh thôi. Cả xã tham gia chống lụt, nên 180 em học sinh nhà ở ngoài đê đã được các thầy cô trường tiểu học này chăm lo để bố mẹ các em yên tâm giúp đỡ những người khác. Tinh thần của cô rất là cao. Nhiều cô xung phong ở, nhà trường cũng chỉ cần là 2 cô một phòng, thế nhưng mà rồi số lượng các cô cũng tăng lên là 3 cô trên một phòng. Có trên 100 người cao tuổi, neo đơn đã được nhà dân bên này đê đón về nhà. Đặc biệt, một cô giáo về hưu còn thu xếp nơi ăn ở cho 15 người. Tuy chỗ ở chật chội hơn bình thường, tấm lòng rộng mở của cô giáo Hoàn khiến bà con cảm động. Gia đình ở đây giúp đỡ nhiệt tình, chúng em vô cùng biết ơn. Tình cảm trao đi từ những người chưa từng gặp gỡ đã tiếp thêm nghị lực cho những người gặp hoạn nạn. Trận lụt rồi sẽ qua, nhưng tình người sẽ còn lại mãi. Lũ quét và sạt lở đất là hai loại hình thiên tai nguy hiểm do tính bất ngờ, thường để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Với số người thiệt mạng lớn ở các tỉnh như vừa qua, cho thấy sự cần thiết trong việc phải đánh giá lại công tác cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất cho những người dân nơi đây. Tuyến đường dài khoảng 30 km, nhưng có tới gần 50 điểm sạt lở. Nhiều điểm chỉ cách nhau vài chục mét. Tỉnh Cao Bằng đã xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở đất và bàn giao đến cấp xã từ tháng 8 năm 2023. Đây là một dữ liệu quan trọng nhằm giúp địa phương đưa ra được những cảnh báo sớm cho người dân. Tuy nhiên trên thực tế, vì không có thông tin cụ thể về lượng mưa nên bản đồ vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Các cứ theo dự báo thời tiết để chúng tôi cảnh báo người dân, bởi vì hiện nay trên địa bàn xã thì chưa có cái máy để đo cái lượng nước mưa tại địa bàn. Chính vì như vậy thì cũng không thể cảnh báo được hết toàn bộ trên địa bàn xã. Ca Thành thuộc 30 xã nằm trong danh sách cảnh báo về sạt lở đất. Việc cảnh báo cho người dân thì hiện nay ở cấp xã cấp thôn thì cơ bản là dựa vào đánh giá kinh nghiệm cá nhân mà chưa có căn cứ thông tin từ phía các cơ quan chức năng. Điều này dễ dẫn đến cảnh báo khó có thể sát với thực tế. Có bản đồ sạt lở nhưng không biết lượng mưa như thế nào, kéo dài trong bao lâu thì sẽ xảy ra sạt lở.
Đó là nguyên nhân chính khiến việc sử dụng bản đồ cảnh báo sạt lở trên thực tiễn còn nhiều hạn chế. Tôi thấy rằng cái việc mà tích hợp cái bản đồ cảnh báo thiên tai bão lũ sạt lở đất với lại cái dữ liệu về khí tượng thủy văn thì đến thời điểm này thì tôi cho rằng chưa được tích hợp. Do vậy là cái hiệu quả là chưa cao. Trước đây mình chỉ xây dựng về cơ sở dữ liệu cho riêng rẽ từng lĩnh vực. Do vậy là cái việc mà chuẩn hóa nó rồi kết nối nó là chưa được quan tâm. Các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất chia sẻ, những địa phương đã có bản đồ cảnh báo sạt lở đất có thể áp dụng một số kinh nghiệm của các nước khác để cảnh báo sát thực tế với người dân hơn. Ngay ở Thái Lan là người ta làm một cách rất là đơn giản, tức là người ta cung cấp cho từng xã một cái bình đo mưa và trên đó có khắc những cái ngưỡng. Thí dụ như là mưa ở đó đến ngưỡng vượt quá cái ngưỡng 100 ly chẳng hạn thì là tự khắc là người ta sẽ báo động. Đa phần những điểm sạt lở vừa qua ở các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn nằm trong danh sách cảnh báo về nguy cơ trượt lở đất đá. Để xây dựng được bản đồ cảnh báo mất khá nhiều thời gian và công sức, sẽ là lãng phí nếu như các dữ liệu không được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm giúp cảnh báo sớm cho người dân, tránh được những thiệt hại nặng nề như thời gian vừa qua. Những ngày qua, hình ảnh lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh phía Bắc đã khiến cho hàng triệu trái tim người Việt xa xứ thổn thức. Từ khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng theo dõi diễn biến bão lũ mà chung tay quyên góp, hỗ trợ cho bà con vùng bị thiệt hại. Liên tục theo dõi tình hình bão lũ ở trong nước, ông Vũ Hùng, một người Việt tại Ba Lan, vô cùng đau lòng khi thấy cảnh tan hoang khi cơn bão số 3 đi qua. Và bây giờ là những đợt sạt lở, lũ quét ở nhiều nơi. Hàng ngày chúng tôi vẫn theo dõi cái sự diễn biến của cơn lũ kinh hoàng này và chúng tôi biết sự mất mát rất là lớn của bà con nơi quê hương của chúng tôi. Và chúng tôi còn đang có kế hoạch là quyên góp ủng hộ đồng bào. Mặc dù sự quyên góp rất là nhỏ bé, không thấm thía vào đâu, nhưng đây là tất cả của những tấm lòng của những người bà con của chúng tôi, những người con xa xứ hướng về cội nguồn, hướng về đồng bào nơi quê hương. Mỗi lần có thông tin tìm được thêm một nạn nhân hoặc một người mất tích là từ người tôi lại run lên và khóc. Cảm giác như lúc đó tìm được chính người thân của mình vậy. Những cuộc họp gấp, khẩn trương tại các hội đoàn người Việt trên khắp thế giới. Từ đó, những buổi lễ vận động, cho tới những thùng quyên góp di động đã nhanh chóng được triển khai ở nhiều nước. Chúng tôi đang gặp hoàn nạn khó khăn thì các chú là ở chi hội Sala đang quyên góp để ủng hộ đồng bào trong nước, gọi là của ít tấm lòng nhiều. Lần này là đặc biệt hơn tất cả mọi lần. Khi nghe tin, họ đã đi hỏi rồi. Họ bảo là mình không góp tiền mà giúp Việt Nam mà lần này bị to như vậy. Và đến khi mà chỉ một buổi sáng, Hội Người Việt Nam phát động cái không khí tự đi đóng góp thì nó sôi nổi. Cái lòng của những người Việt Kiều luôn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về đồng bào. Đúng là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đây là lúc bà con ta cần tới sự chung sức đồng lòng của cả dân tộc. Trong đấy có bà con Kiều bào ở nước ngoài. Các hình thức quyên góp hướng về đồng bào vùng lũ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng rất đa dạng. Khánh Toàn, một du học sinh tại Mỹ, đã nhanh chóng thực hiện dự án, chụp ảnh miễn phí cho những người dân sinh sống tại New York. Sau đó, họ có thể quyên góp, gửi lời chúc bình an tới người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bão lũ. Chỉ sau 3 ngày, Khánh Toàn đã quyên góp được 25 triệu đồng gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mong mọi việc sẽ sớm qua đi, mọi người đều được bình an. Điều đáng ngạc nhiên nhất khi mà mình làm chiến dịch này là mình nhận được rất nhiều sự đồng cảm của bạn bè quốc tế, luôn sẵn lòng chia sẻ, đóng góp và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất của Việt Nam. Ngày xưa là tiếng hát át tiếng bom, cho nên là có khó khăn gian khổ nhưng người Việt Nam vẫn lạc quan, vẫn hát. Vì vậy cho nên là với cái tinh thần lạc quan của người Việt Nam, tôi cũng tin rằng đồng bào hãy cố gắng lên để mà vượt qua khó khăn và nhất định cuộc sống mới, yên ổn, hạnh phúc sẽ được trở lại với đồng bào.
Sau khi cơn bão qua đi là lúc công tác khắc phục hậu quả được triển khai nhanh chóng và mạnh mẽ. Từ việc hỗ trợ trực tiếp tại các vùng lũ lụt đến việc dọn dẹp cây cối bị đổ, nhiều hình ảnh về sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng người nước ngoài đã thể hiện rõ sức mạnh cộng đồng để giúp Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn này. Và cũng chính tinh thần đoàn kết và sẻ chia ấy đã làm vơi bớt đi phần nào sự đau buồn và mất mát lớn lao mà cơn bão đã để lại. Khi bão số 3 Yagi ập vào Việt Nam, vợ chồng chị Jennifer người Anh đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc. Trước những hình ảnh tàn phá mà cơn bão để lại, hai anh chị đã quyết định bay ra Hà Nội với hy vọng có thể góp sức vào công tác hỗ trợ sau bão. Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ kéo dài một tháng ở Việt Nam thì nghe về tin bão. Ngay lập tức, chúng tôi đã quyết định bay đến Hà Nội để xem liệu có thể giúp đỡ được gì không. Chứng kiến đường phố ngổn ngang khiến vợ chồng tôi không khỏi xót xa bởi cả hai đều rất yêu Việt Nam. Tuy nhiên, bầu không khí nơi đây thật tuyệt vời khi có rất nhiều người cùng chung tay tham gia dọn dẹp. Đối với nhiều người nước ngoài đang sống và gắn bó lâu dài với Hà Nội, việc xuống đường dọn dẹp là cách để họ thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp mà họ đã nhận được từ người dân Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm và được chứng kiến cách người Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ. Mỗi người đều có thể giúp đỡ theo cách của riêng mình, như là ủng hộ tiền mặt, quần áo hay là xuống đường dọn dẹp cây như tôi. Khối lượng công việc khá là nhiều nên rất tuyệt khi mọi người đều sẵn sàng tham gia như thế này. Điều đặc biệt về người Việt Nam và cộng đồng Việt Nam là mọi người có trái tim rất to và luôn luôn sẵn sàng để tham gia cùng nhau. Tôi cảm thấy rất là tự hào người nước ngoài sống ở Hà Nội. Sức tàn phá của thiên nhiên đã đưa những con người khác màu da, khác quốc tịch xích lại gần nhau hơn. Hình ảnh những người nước ngoài góp công góp sức, chia sẻ cùng bà con vùng lũ đã trở thành những hình ảnh đầy ấm áp và tình người. Khi nào mình gặp khó khăn gì ở Việt Nam thì mình luôn luôn cũng có ai ở bên mình để giúp mình một chút. Và hiện tại người Việt có một thời gian khá là khó khăn cho nên mình cũng cảm thấy ok, bây giờ là thời gian mình nên giúp họ một chút. Đấy là một điều chào ơn. Mình mong muốn mọi người bình an, sức khỏe và an toàn. Cố lên Việt Nam nhé! Trong những lúc khó khăn nhất, sự kề vai sát cánh của cộng đồng chính là cách để cùng vượt qua thử thách và khôi phục cuộc sống trở lại bình thường. Việt Nam cố lên! Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.